Vào lúc 3 giờ chiều nay, giá xăng đã được điều chỉnh tăng nhẹ. Đây là chuỗi tăng giá thứ 3 liên tiếp sau 4 lần giảm giá liên tiếp trước đó. Giá bán lẻ xăng RON 92 đã tăng nhẹ thêm 160 đồng một lít lên 16.230 đồng một lít. Giá xăng E5 cũng tăng 145 đồng một lít lên mức tối đa 15.981 đồng một lít. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu giảm nhẹ, dầu diesel giảm 130 đồng một lít, dầu hỏa giảm 100 đồng một lít. Riêng dầu mazut tăng nhẹ thêm 4 đồng một kg. Quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn sử dụng như hiện hành với mức bù là 300 đồng một lít cho xăng, còn mặt hàng dầu không cần bù từ quỹ. Tính từ đầu năm đến nay, xăng đã có 8 lần tăng giá và 7 lần giảm giá.